Mà làm câu 30. Câu 30 này thuộc vấn đề đó là người ta cho hai phản ứng hữu cơ. Để yêu cầu chúng ta là chúng ta phải xác định được các hóa chất X1, X2, X3. Từ đó chúng ta sẽ chọn phát biểu đúng. Đầu tiên tính K của X bằng bao nhiêu? H gấp đôi CK bằng 1, bước 2 thì K bằng 2. Cho tác dụng với nào H đúng tỷ lệ mol thì ở đây nó sẽ là tay hai chất COO. Chúng ta để ý là X2, X3 tác dụng với nhau để tạo ra C3H8O. Với xúc tác này đây là phản E tay hóa. Như vậy X2, X3 chúng ta là hai ancol. Được chưa? Để được C3 thì sao? Một thằng sẽ là C1, một thằng sẽ là C mấy? Một thằng C1, một thằng là C2, hiểu không ạ? Như vậy á, như vậy tổng đây còn 3C thì bên axit sẽ còn 3C, K bằng 2 rồi. Vậy chỗ đây nó là CH2. Như vậy tay X bây giờ sẽ là CH3, CH2, CH3. Như vậy X1 ở đây là CH2, COO, NA, COO, NA, X2. X2 là CH3, OH. X3 là CH3, CH2, OH. Rồi, hết rồi đó. Điều cầu chúng ta là cho phát biểu, hỏi phát biểu sai. X có 2 đồng phân cấu tạo. Cái này sai nha, bởi vì nó đối xứng. Từ X1 có thể điều chế CH4 bằng 1 phần đúng. Đây, là chứng minh 2 đúng này. Dùng xúc tác và CaO nhiệt độ đun nóng. Bản chất thằng này kết hợp hydro bên này. Còn lại là Na2CO3. 3. X không phản với hydro và không trắng bạc. Đúng rồi. 4. X chứa nhóm chất CH2 bằng CH3. Kiểm tra. CH2 có 1, 2. CH3 có 1, 2. Đúng. Được chưa? Như vậy chúng ta có 3 phát biểu đúng, đúng là câu C. Hỏi câu sai rồi. Ok, nó hỏi đúng sai đúng không? Sai thì câu là câu A. Có đúng đáp số không? Được. Hả? Chứ có gì đâu, con này dễ bẹt mà.